Mặc dù hôm nay chưa phải là ngày 23 tháng Chạp, nhưng nhiều gia đình chọn cúng ông Công ông Táo trước một vài ngày. Ngay từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã đổ về khu chợ Nhà Rồng, phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội để mua sắm lễ. Ở khu chợ này không thiếu bất cứ món đồ gì, từ hàng mặn đến hàng chay, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của bà con. Chỉ cần đi một lượt, người ta có thể sắm đủ mọi thứ chuẩn bị cho những lễ cúng cuối năm với những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem rán, canh bóng, cá kho và đặc biệt là gà luộc ngậm hoa hồng trong mâm lễ. Theo một tiểu thương tại chợ Hàng Bè cho biết, gà cúng ngậm hoa hồng là mặt hàng đắt khách nhất tại khu phố này. Gà có nhiều kích cỡ, giá dao động trung bình khoảng từ 500 đến 700 nghìn đồng một con. Dù giá thực phẩm tại đây đắt hơn rất nhiều so với những chợ khác, nhưng đồ ở đây có sẵn rất ngon, chất lượng và đẹp mắt.